Khuya 3 tháng 6, hai chiếc xe máy đã tông trực diện vào nhau trên đường Lê Thị Trung, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến một người chết, một người bị thương. Người thanh niên chạy xe máy biển số 83V113169 trên đường Lê Thị Trung hướng ra đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 58 thì tông thẳng vào xe máy do anh Mai Thành Phủ, 34 tuổi, quê Khánh Hòa, đang chạy hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến người thanh niên và chiếc xe máy văng vào lề đường, còn anh Vũ và chiếc xe máy của mình ngã ra giữa đường. Hậu quả, anh Vũ chết tại chỗ, còn thanh niên kia bị thương nặng. Được biết, anh Vũ làm công nhân, ngày nghỉ đi câu cá với bạn và đang trên đường về phòng trọ thì gặp nạn.